Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Gia Bảo Luxury. Ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ không review một chiếc đồng hồ hay là một thương hiệu đồng hồ nào cả, mà tôi sẽ giới thiệu tới các bạn một chất liệu rất là quan trọng, một phần không thể thiếu khi chúng ta nghĩ đến những chiếc đồng hồ sport mà có dây không phải là dây kim loại. Và nó là chất liệu gì thì chúng ta hãy cùng tìm hiểu trong video này các bạn nhé. Bật mí tới các bạn, đây là một chất liệu đã giúp một thương hiệu đồng hồ non trẻ lọt top những thương hiệu đồng hồ rất nổi tiếng hiện nay. Và như các bạn đã biết, đó chính là thương hiệu Hublo. Và thương hiệu Hublo thành công bởi những bộ dây cao su của họ. Điểm qua một chút về dây cao su thì Hublo không phải là thương hiệu đầu tiên sử dụng dây cao su, mà một trong những thương hiệu đồng hồ đầu tiên sử dụng dây cao su đó chính là thương hiệu Tudor. Tudor là thương hiệu đồng hồ sử dụng dây cao su, thời đấy gọi là tropical rubber strap cho những chiếc đồng hồ lặn của họ. Thời kỳ đầu, những cái sợi dây tropical đấy được sản xuất ra với mục đích là thay thế cho dây kim loại, giảm giá thành. Đó. Vậy thì thương hiệu nào đã đưa cái trend dây cao su nổi tiếng và được rất nhiều thương hiệu ngày nay tin dùng? Không một thương hiệu nào khác ngoài thương hiệu tôi vừa đề cập tới, thương hiệu Hublo. Từ năm 2005 đến nay khoảng 15 năm thôi, nhưng Hublo đã phát triển một cách rất mạnh mẽ bởi những chiếc đồng hồ Classic Fusion, và ngay trên tay tôi cũng đang đeo một chiếc Hublo và cũng được sử dụng dây cao su, phía trên là mặt da, phía dưới là cao su. Và đây là một chiếc Olinsky với hai mặt đều là cao su. Có thể nói là Hublo đã tạo ra một cái trend đồng hồ thể thao sử dụng cái dây cao su, và khiến những ông lớn như Patek, AP, thậm chí là Richard Mille tập trung sử dụng cái dây cao su cho những chiếc đồng hồ thể thao của họ. Tôi đánh giá cao nhất cái dây Alterflex của Rolex. Thì cái dây Alterflex này thì được sử dụng cho hai bộ sưu tập, một là Jack Master, hai là Daytoner sử dụng dây Alterflex. Cái ưu điểm của dây này thì tôi đã có giới thiệu trong những video trước đây, nó có hai cái mang. Những cái mang này nó cho chúng ta một cái cảm giác là thoáng khí và nó không bị bó hẹp và rất ôm cổ tay. Chúng ta sẽ cảm giác là nó không bị bó vào. Ví dụ như dây rubber strap của RM AM thì nó không có cái phần đấy, nên là đôi khi chúng ta sẽ thấy hơi bị khó chịu một chút. Vậy thì ưu điểm khi sử dụng dây cao su là gì so với dây da và dây kim loại? Đầu tiên ấy thì chắc chắn chúng ta phải nói một điểm, dây cao su về độ bền thì nó ở giữa của dây da và dây kim loại. Với một bộ dây da thì chúng ta, một người đeo như thế nào đi nữa thì cũng chỉ đến 1 đến 2 năm là chúng ta sẽ phải thay một bộ dây mới rồi. Còn với một bộ dây kim loại thì cái độ bền của nó tùy thuộc vào người sử dụng, có thể là 20, 30, 40, thậm chí là lâu hơn nữa. Thế còn dây rubber strap, dây cao su thì sao? Thì dây cao su thì cũng có hai loại. Như Hublo thì họ sử dụng một mặt là da và một mặt ở dưới là cao su, hoặc là hai mặt là cao su. Cái độ bền ấy thì nó sẽ tùy thuộc vào cái loại mà chúng ta chọn. Nó sẽ dao động từ khoảng 4 năm đến 3-4 năm đến 6-7 năm, và tùy vào cách chúng ta sử dụng nữa. Ví dụ như là chúng ta thường đeo ra đeo vào, hay là chúng ta thường cài dây, gập dây, thì chúng ta sẽ bị một vấn đề, đó chính là dây nó sẽ bị vỡ. Đó, sẽ giống như thế này. Một lát nữa cái anh cameraman sẽ zoom vào sát cho tôi, thì nó sẽ bị vỡ dây như thế này. Thì để lâu dần thì nó sẽ bị hỏng. Thì đó, độ bền nó sẽ lâu hơn rất là nhiều so với một bộ dây da. Đó. Tiếp đến, ưu điểm tiếp theo của dây cao su đó là chúng ta rất là tiện khi chúng ta có thể chơi thể thao này, chúng ta có thể rửa tay này, chúng ta đi mưa này, chúng ta có thể thậm chí là bơi hoặc đi tắm, và chúng ta không sợ ảnh hưởng đến cái dây. Nếu như chúng ta đeo dây da chỉ khoảng tầm 3 đến 5 lần là cái dây nó sẽ có cái mùi rất là khó chịu. Đó là một ưu điểm mà tôi đánh giá rất là cao đối với dây cao su. Tiếp đến
thì đó chính là khi chúng ta phối dây cao su với những chiếc đồng hồ thể thao thì chúng ta sẽ thấy được cái chiếc đồng hồ nó sẽ khỏe lên, sport lên rất là nhiều. Thay vì dây kim loại hay là dây da thì khi chúng ta phối dây cao su vào thì chúng ta cảm giác đây, chúng ta sẽ thấy được là nhìn nó rất là khỏe, rất là thời thượng, đúng không ạ? Ưu điểm thứ tư khi nói về cái dây cao su này đó chính là trọng lượng rất là nhẹ. So với cả dây kim loại thì chúng ta sẽ đeo một bộ dây cao su này sẽ nhẹ hơn rất là nhiều, nhẹ rất là nhiều. Chúng ta có thể vung vẩy đi chơi cả ngày mà không cần không có cái cảm giác đeo nửa quả tạ trên tay nếu mà chúng ta đeo một chiếc đồng hồ vàng khối. Đó, trọng lượng rất là nhẹ. Và cuối cùng tôi đánh giá rất là cao về cái việc khi chúng ta đeo dây cao su nó sẽ không bị kích ứng. Bởi vì sao? Vì tôi cũng là một người thường xuyên bị kích ứng cổ tay, bởi vì khi đeo dây da mà có mồ hôi thì là khi mà chúng ta đeo đi đeo lại cái dây da đó một thời gian khoảng tầm vài tuần thôi là cổ tay tôi sẽ dễ bị kích ứng bởi chính mồ hôi tay của tôi các bạn. Thế nên là tôi đánh giá cao về cái dây cao su này là không bị kích ứng khi chúng ta đeo đồng hồ trong một thời gian dài. Nếu như các bạn đang có một chiếc đồng hồ Rolex, ví dụ như là Submariner dây kim loại, hay một chiếc Daytona dây kim loại, hay chúng ta có một chiếc AP Audemars Piguet Royal Oak dây kim loại, cũng như là dây da, hay là một chiếc Patek Nautilus dây da đi, và chúng ta muốn chuyển sang dây cao su thì chúng ta sẽ có phương án nào? Thì thực tế là hiện nay có khá là nhiều cái công ty chuyên sản xuất dây cao su để phù hợp với những cái dòng thể thao của những cái thương hiệu cũng như là những cái dòng đồng hồ, những cái chiếc đồng hồ tôi vừa nêu trên. Tuy nhiên là nổi tiếng thì có lẽ là có một vài thương hiệu như là Rubber B. Đây, như là Rubber B đây. Rubber B. Hay là Everest. Và nếu như chúng ta thích cái phong cách camo, phong cách quân đội thì có thể nghĩ đến cái dây Aorus Strap. Đó là những cái đường vân giống như là chúng ta hay nhìn thấy trong cái màu quân đội ấy các bạn ạ. Cái trải nghiệm cũng như là cái đánh giá của tôi khi sờ với những cái loại dây như là Hublo này hay là RM thì tôi thấy nó cái chất cao su của Rubber B nó khá là mềm, không có mùi các bạn ạ. Nếu như mà ở ngoài thị trường có những loại dây cao su mà nó có mùi ấy, thì là các bạn lưu ý chưa chắc đấy là cao su tốt đâu các bạn ạ. Dây của AP, RM hay là Iblo đều không có mùi các bạn nhé, đều không có mùi, không có mùi thơm. Thì cái đặc tính của những cái dây Rubber B này tôi thấy khá là mềm. Đầu dây khi mà nối với thân vỏ ấy, thì nó khá là cứng, rất là cứng phần này, vị trí này cứng, để làm sao để khi chúng ta cử động là nó sẽ không bị cái đầu dây này nó không bị hở ra và tạo ra những cái khe hở mất thẩm mỹ. Và đó là một vài cái phương án, đó chính là thay một cái bộ dây để làm mới chiếc đồng hồ của bạn. Nếu như cái chiếc đồng hồ của bạn đang sở hữu dây da hay là dây kim loại thì chúng ta có thể mua một bộ dây cao su từ một số thương hiệu làm dây có uy tín như Rubber B Everest hay là Aorus. Đấy, để tránh cái vấn đề ví dụ như là chất lượng này, kích ứng này hay là nhanh hỏng vân vân. Và đây là cuối video này rồi. Thì các bạn nghĩ như thế nào về những chiếc đồng hồ thể thao đeo dây cao su? Và các bạn đang đeo những chiếc đồng hồ nào và có phù hợp đeo dây cao su hay không? Hãy comment ở dưới video này các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.